Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2020. Trong chương trình thời sự tối hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp với Đảng bộ thành phố Trà Vinh để cho ý kiến về dự thảo văn kiện nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Chóng ngoan Bác Hồ lần thứ 6 năm 2020. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, hiện nay các trường trung học phổ thông đang tích cực ôn tập cho các em học sinh, giúp các em nắm chắc kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo của Ban dân tỉnh, các sở ngành tỉnh và địa phương cùng tham dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, từ khi chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đi vào cuộc sống, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của toàn hệ thống đạt 31%, tăng khoảng 4 lần so với giai đoạn trước. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã phường trên cả nước, trong đó tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Song song đó, từ nguồn vốn chính sách góp phần giúp trên 2,1 triệu hộ vượt thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu lao động, giúp trên 24.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Cùng với đó, giải quyết cho 346.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và xây dựng gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách trên cả nước. Riêng tỉnh Trà Vinh thực hiện chỉ thị này, trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để bổ sung nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 121 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác ủy thác chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 97 tỷ đồng. Với tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh đạt 2.495 tỷ đồng, với trên 170.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đây là chủ trương lớn của Đảng đáp ứng nguyện vọng của người dân ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, góp phần mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước. Do đó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tiếp tục tăng cường xem hoạt động tín dụng chính sách là một giải pháp rất đặc biệt, sáng tạo và nhân văn sâu sắc. Qua đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cần nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan phù hợp với thực tiễn, phát huy vai trò một công cụ kinh tế, thực hiện vai trò điều tiết của nhà nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng chính sách và là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sáng nay ngày 15 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp với Đảng bộ thành phố Trà Vinh để cho ý kiến về dự thảo văn kiện nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Sau khi nghe trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí trong ban thường vụ cho rằng việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội nhiệm kỳ qua trong dự thảo còn chung chung, nhiều lĩnh vực chưa có số liệu cụ thể, chưa so sánh được kết quả thực hiện với chỉ tiêu đưa ra của nhiệm kỳ trước.
Hơn nữa, nhiệm vụ giải pháp chưa nêu được tính tiên phong là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị văn minh của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng lưu ý, trong phương hướng nhiệm vụ, đầu tiên phải là công tác xây dựng đảng, các giải pháp đề ra phải cụ thể từng lĩnh vực và đưa ra mục tiêu rõ ràng. Nhiệm vụ đột phá phải gắn với nhiệm vụ đột phá của tỉnh và đồng thời phải có lĩnh vực đột phá riêng của thành phố. Ba nhiệm vụ đột phá trọng tâm của Đảng bộ thành phố Trà Vinh phải là xây dựng đảng, phòng chống suy thoái, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong sạch vững mạnh. Thứ hai, phải tập trung xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, văn minh, xây dựng đô thị thông minh. Và thứ ba là tập trung cho công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng nhu cầu là thành phố trung tâm của tỉnh. Cũng theo dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Trà Vinh, nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng, giữ vững vai trò trung tâm, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng một người trong năm. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, khu công nghiệp Long Đức có 32 dự án thu hút trên 15.000 lao động, có gần 1.000 doanh nghiệp và hơn 7.800 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Xã Long Đức đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt trong quản lý đô thị có nhiều chuyển biến. Đảng bộ hiện đang tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2. Bên cạnh đó, văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, có 19 trên 40 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,5%, phát triển đảng viên được trên 4.000 đồng chí, chiếm 3,9% dân số. Thành phố đã bổ nhiệm đề bạt 26 đồng chí, luân chuyển điều động 108 đồng chí, bổ sung 1 ủy viên thường vụ, 5 ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, 68 cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trong công tác cán bộ. Hôm qua, ngày 14 tháng 7, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 6 năm 2020. Đến dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương và 250 em đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 140.000 thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh. Phát biểu khai mạc đại hội, anh Trần Trí Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh khẳng định, 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách và hướng dẫn, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp và cổ vũ động viên lớp lớp thiếu nhi qua từng thế hệ, phát huy tinh thần tuổi nhỏ chí lớn, những bước chân kế tiếp nhau của các thế hệ thiếu niên nhi đồng Trà Vinh trong suốt hành trình làm theo lời Bác đã góp phần viết nên truyền thống đầy tự hào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Từ các phong trào thi đua, làm nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, hành quân theo bước chân những người anh hùng, đặc biệt từ phong trào thiếu nhi Trà Vinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lớp lớp đội viên thiếu nhi đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm học tập rèn luyện để trở thành những công dân có ích, những chiến sĩ giỏi trên khắp các mặt trận làm rạng danh quê hương đất nước. Trong 5 năm qua, có hơn 110.000 thiếu niên được phát triển đội, hơn 35.000 đội viên được phát triển lên đoàn và hơn 123.000 em thiếu niên nhi đồng có thành tích học tập giỏi. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thiếu nhi tỉnh Trà Vinh đã chung tay gây quỹ hỗ trợ xây dựng 49 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng bạn nghèo trên 2.000 gốc học tập, ước tổng trị giá các phần việc này trên 2,6 tỷ đồng. Dịp này có 250 em thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện vinh dự được Đại hội tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Cũng nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen tuyên dương 8 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Hội đồng đội Trung ương tặng công trình điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng. Hôm qua ngày 14 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm nay do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì cùng với sự phối hợp của Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Ngoại thương. Hội đồng coi thi gồm có 25 điểm thi với 340 phòng thi được bố trí tại 24 trường trung học phổ thông và một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 7.900 thí sinh, trong đó có 4.592 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng, 2.957 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp. Các thí sinh sẽ thi 3 môn thi bắt buộc là văn, toán, ngữ văn và một trong hai môn tổ hợp khoa học tự nhiên, hóa, lý, sinh, khoa học xã hội, sử, địa, giáo dục công dân.
Theo kế hoạch, kỳ thi Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra vào ngày 9 và ngày 10 tháng 8. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, Ban chỉ đạo kỳ thi huy động hơn 1.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia hội đồng kỳ thi. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị Ban chỉ đạo phải đảm bảo chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh năm 2020, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng hiệu quả, đúng quy chế. Nhất là đảm bảo an toàn và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm nay, kỳ thi được tổ chức độc lập từng tỉnh, do đó phải đặc biệt chú trọng trong khâu tổ chức nhân sự, quản lý đề thi. Khâu in sau đề thi phải đảm bảo tối đa về tính bảo mật, an toàn, nghiêm túc. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho thí sinh. Sáng ngày 14 tháng 7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 3 hợp tác xã, đạt 12% so với nghị quyết năm. Số hợp tác xã giải thể ngưng hoạt động là 3 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 165 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 167 tỷ đồng. Về tổ hợp tác, số tổ hợp tác thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 49 tổ, đạt 49% so với nghị quyết năm, thu hút mới 709 thành viên. Số tổ hợp tác giải thể là 11 tổ. Hiện toàn tỉnh có 2.185 tổ hợp tác với hơn 40.000 thành viên. Theo đánh giá, số hợp tác xã hoạt động tốt chiếm 18%, hoạt động khá chiếm trên 30%, hoạt động trung bình chiếm hơn 32% và hoạt động yếu chiếm hơn 19%. Còn lại 12 hợp tác xã không có doanh thu nên không đánh giá. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là phối hợp với các sở ban ngành liên quan cũng như các địa phương tuyên truyền luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan đến Hợp tác xã, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt các đề án, chương trình hỗ trợ Hợp tác xã. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức rà soát, củng cố, giải thể các hợp tác xã hoạt động yếu kém trên địa bàn và tư vấn hỗ trợ 13 hợp tác xã điểm hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Song song đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra cũng như tham gia phối hợp giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của thành viên hợp tác xã nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thành viên, hướng tới mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh. Huyện Công An vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua gắn biểu dương khen thưởng nông dân điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Ông Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quy Nhơn, bí thư huyện ủy cùng 75 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 19.000 nông dân trên địa bàn huyện tham dự. Trong 5 năm qua, các cấp hội trong huyện Công An đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện có trên 20.000 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ năm 2015 đến năm 2020 đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất đạt hiệu quả cao, thu nhập bình quân đạt từ 45 triệu đồng một năm đến 160 triệu đồng một năm. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, bí thư huyện ủy, biểu dương những kết quả mà các cấp hội nông dân huyện nhà đã đạt được trong 5 năm qua. Trong thời gian tới, bí thư huyện ủy mong muốn đối với nông dân cần chủ động, mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu có nhiều cách làm hay và sáng tạo, thay đổi tư duy, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đối với các cấp hội nông dân trong huyện, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị tổ chức hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hỗ trợ nông dân, thực sự là ngôi nhà vững chắc để nông dân gửi gắm niềm tin, tạo liên kết chặt chẽ với các tổ chức, làm cầu nối gắn kết giữa người nông dân với thị trường, với ứng dụng khoa học kỹ thuật, với các chính sách ưu đãi của nhà nước. Người làm công tác hội phải có sự lắng nghe, tiếp thu những cái mới, phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm, phản biện kịp thời các chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất danh sách 34 nông dân tiêu biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020. Hội nông dân huyện biểu dương khen thưởng 3 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 9 và ngày 10 tháng 8 sắp tới sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, hiện nay các trường trung học phổ thông trong tỉnh đang tích cực ôn tập cho các em học sinh, giúp các em nắm chắc kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự về công tác ôn tập hiện nay tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Trà Vinh vào những ngày này, mới thấy không khí ôn tập của thầy và trò diễn ra sôi nổi như thế nào. Nhà trường cho biết, theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay sẽ không tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như mọi năm. Thay vào đó sẽ tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với thời gian được lùi lại vào tháng 8 năm 2020. Kỳ thi này thí sinh sẽ phải thi 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên là lý hóa sinh hoặc khoa học xã hội, sử địa, giáo dục công dân. Thời gian thi được rút ngắn trong 2 ngày và quan trọng là đề thi sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh. Còn việc xét tuyển đại học sẽ do các trường tự chủ. Ngay sau khi chốt phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nên dựa vào đó, trường cũng tổ chức ôn tập cho học sinh theo tinh thần bám sát nội dung chương trình tinh giản mà Bộ đã đề ra. Theo kế hoạch ôn thi của nhà trường, thời gian bắt đầu ôn tập là từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, trường thực hiện dạy 2 buổi một ngày ngay từ đầu năm. Do đó, kiến thức mỗi bài dạy đã được củng cố khá kỹ trước đó. Để thực hiện tốt cái công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh khối 12, thì trường chỉ đạo tăng tiết một số môn ở dạy học ở buổi chiều để tăng cái thời lượng ôn tập cho các em và cũng tăng thời lượng để rèn kỹ năng cho học sinh làm bài thi trắc nghiệm. Đồng thời cũng chỉ đạo giáo viên là phải ôn kỹ các kiến thức cơ bản trong chương trình lớp 11 và lớp 12 và tập trung chủ yếu là chương trình lớp 12. Và bên cạnh đó cũng phải tăng cường dạy các em các kiến thức nâng cao để các em sẽ giải quyết được những cái câu ở cái phần phân hóa để tăng có thể đạt được điểm tốt hơn. Thời lượng ôn của từng môn thì trường có xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng môn. Có môn thì sẽ là 6 tiết trên tuần, một số môn thì có thể là 4 tiết hoặc là 5 tiết tùy theo môn. Và ngoài ra thì cũng chỉ đạo cho giáo viên sẽ tập hợp các em học sinh có học lực hơi yếu thì có các cái tiết để mà bồi dưỡng thêm cho các em về kiến thức cơ bản, để các em nắm vững kiến thức cơ bản, giúp cho các em có thể xử lý tốt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Trà Vinh có 136 em học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để ôn thi hiệu quả, trường chỉ đạo tăng tiết phụ đạo một tiết buổi chiều cho học sinh yếu và phân công giáo viên truy bài hỗ trợ kiến thức cho các em trong quá trình ôn tập. Về nội dung ôn thi, 85-90% nằm trong chương trình lớp 12, còn lại nằm ở khối 10-11. Trong quá trình ôn tập, trường đã đề ra mục tiêu giúp học sinh nắm chắc kiến thức trọng tâm, đồng thời nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành. Môn của mình thì tập trung vào nhất là mình ôn nhất là những cái kiến thức trọng tâm, ngữ pháp, từ vựng, rồi những cái cấu trúc đặc đáng nhớ của môn tiếng Anh. Nói chung là vô học hôm nay thì các em đã đi vào ổn định rồi đó. Thì bây giờ giáo viên bắt đầu là ôn lại, trọng tâm lại các kiến thức cơ bản thì nói chung là các em cũng nắm được. Rồi làm bài tập rồi thì các em cũng theo kịp. Do đặc thù là trường bán trú và nội trú, nên các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Trà Vinh cũng khá thuận lợi trong việc học nhóm. Chính vì vậy, bên cạnh việc ôn tập của nhà trường, học sinh trường hiện cũng đang đẩy mạnh xây dựng kế hoạch tự ôn tập để hệ thống hóa kiến thức và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giải đề với các bạn. Được biết, việc học này được các em duy trì thường xuyên từ 1 đến 2 lần một tuần,
đặc biệt là trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần. Trong thời gian qua thì nhờ thầy cô chỉ dẫn em ôn tập thì em cũng đã chuẩn bị một tinh thần khá tốt để cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thời gian tự học thì mấy em cũng ôn tập những cái gì mà cô gửi về bằng gửi trên cái phần mềm học tập. Dạ, cũng tương đối khá tốt. Còn tại trường Trung học Phổ thông thành phố Trà Vinh, để ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt hiệu quả, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể về việc ôn thi, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi xây dựng kế hoạch ôn cho học sinh theo chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trên 800 tiết ôn. Trong công tác ôn thi, nhà trường cũng phân công cụ thể trách nhiệm của ban giám hiệu, tổ nhóm bộ môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và trách nhiệm của từng học sinh. Đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thời gian ôn thi của học sinh bị rút ngắn còn khoảng 4 tuần. Nên trường đặc biệt chú ý thu nhận những phản hồi từ những thuận lợi khó khăn của học sinh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Mấy năm trước thì cái công tác ôn thi của mình khoảng được 10 tuần, nhưng mà năm nay thì chỉ được có 4 tuần thôi, 4 tuần để ôn thi. Đó là cái khác thứ nhất. Cái khác thứ hai nữa đó là cái do tình hình dịch, cho nên là đó là tình hình chung. Theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo thì cái hướng của mình á thì ôn cho mấy em thì chỉ những phần trọng tâm, rồi còn những phần giảm tải đó thì mình chỉ theo cái hướng của bộ giảm cho những em phần đó. Không phải là cái thời gian ôn 4 tuần là mình không có đủ thời gian để ôn cho mấy em. Thì thực ra thì trước đây thì ở trường mình cũng có một cái thuận lợi, đó là mình học chính khóa là buổi sáng, toàn bộ là 3 khối học buổi sáng hết. Cho nên buổi chiều á mình có tăng tiết buổi chiều cho mấy em. Thì trong cái thời gian tăng tiết đó là mình đã ôn cho mấy em rồi đó. Thì vừa dạy vừa ôn. Thì trong 4 tuần này đó thì chủ yếu là củng cố lại những cái kiến thức trọng tâm cho mấy em để mấy em chuẩn bị thi thôi. Năm nay trường có 297 em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo chia sẻ của các giáo viên, việc ôn tập được thực hiện theo từng chủ đề, bám sát các đề tham khảo. Đối với từng môn học, các thầy cô giáo đều có phương pháp ôn tập riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản và biết vận dụng linh hoạt trong những dạng bài khác nhau của đề thi. Đến thời điểm này, đa số học sinh đã được trang bị khá nhiều kiến thức quan trọng cho kỳ thi, đồng thời có sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức, thái độ và động cơ học tập, và có tinh thần tự học. Đặc biệt, bên cạnh quan tâm ôn tập hệ thống kiến thức cho các em, giáo viên nhà trường cũng luôn chú trọng việc động viên khuyến khích các em phấn đấu hết mình cho kỳ thi quan trọng này. So với năm trước, trước hết là về nội dung, bài học của các em nó đã được tinh giản bớt được một vài bài. Thứ hai nữa là về cái dựa vào cái cấu trúc tham khảo đề thi á, thì năm nay nó cũng khác so với năm trước. Nó nhẹ nhàng hơn theo cái tinh thần của Bộ Giáo dục. Thì có thể nói đây là cái giai đoạn quyết liệt nhất của kỳ thi. Và không phải chỉ riêng tôi mà gần như là tất cả các thầy cô đều có một cái câu nói với các em rằng là hãy đổ mồ hôi trong lớp học đi, để rồi mình đừng đổ nước mắt khi mà nhận được cái kết quả. Nghĩa là thầy trò cùng nhau tích cực ôn thi, bởi vì đây còn thời gian rất là ngắn, chỉ còn có khoảng 5 tuần nữa là các em phải thi. Và đó là một trong những cái mà thầy trò luôn luôn phải là cố gắng với nhau, đồng hành với nhau, thầy cùng học với trò. Đó là một trong những cái tiêu chí mà ở trường đặt ra và luôn luôn động viên các em. Năm nay toàn tỉnh Trà Vinh có 7.888 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác dạy và học của giáo viên và học sinh cuối cấp bị gián đoạn trong thời gian dài, gây nhiều xáo trộn. Cùng với đó, kỳ thi trung học phổ thông cũng có nhiều thay đổi về cả thời gian và phương thức thi, khiến học sinh ban đầu có phần hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, với sự tận tâm của các thầy cô giáo, ý chí phấn đấu cao của toàn thể các em học sinh, và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin cuối ngày.